Gì đấy? Ai lâu này tao ghé với thằng này. Mày với tao đã bỏ nhau đâu? Đã ly hôn chưa? Không nhá. Em với anh ấy không có chuyện gì cả. Ờ, con có quyền không có chuyện gì mà bây giờ chúng mày ôm nhau mà như kiểu hai vợ chồng à? Thôi khoan đã, cho anh chạy. Mày chạy ra đi, anh chạy ra đi. Ở đây mày có biết là tao vợ của tao không? Tao bỏ nhau rồi, chưa ly hôn đâu. Hả? Anh đã đưa chị ấy về rồi, giờ em với anh còn chuyện gì với nhau nữa không mà anh? Có chuyện gì chứ mà bây giờ tóm mà tao với mày chưa ly hôn, thấy chưa? Chứ dứt khoát, bỏ nhau. Đúng không? Anh đã đưa người khác về rồi. Chuyện ly hôn là giờ là anh cả ra chứ không? Chuyện từ bằng tao cũng được. Kệ tao chứ. Tao nắm anh kệ tao. Đi qua gì với mày không? Mày thích gây sự với tao không? Tôi phải gây sự với anh. Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Mày bỏ tao ra đi! Anh ơi! Mày thích mày mực được không? Anh không có lỗi gì đâu! Anh ơi! Mày thích chúng mày thích tình tứ với nhau không hả? Anh, hả? Mày thích tình tứ với nhau không? Anh ấy có lỗi gì đâu mà em có gì đâu anh ơi. Mày thích tình tứ với nhau không? Hả? Mày muốn chết không? Hả? Mày thích chết không? Hả? Đừng làm thế, anh ấy không có lỗi gì đâu. Không có lỗi gì à? Ai cho chúng mày thế? Hả? Mày muốn chết không? Anh có sao? Mày thích Vinh vượt cho nhau không? Hả? Anh, em xin anh ấy. Mày thích Vinh vượt cho nhau không? Anh ấy không có lỗi gì đâu. Đúng mày dám tính tứ à? Đây là vẫn là vợ hợp pháp của tao ấy. Đúng mày, đây là vợ hợp pháp của tao tính tứ này không? Có ai không cứu mà? Có ai không cứu mà? Ba ở đây chứ mà. Đúng rồi. Con làm gì mấy ngày hôm nay mà mẹ gọi điện thoại cũng chả có thấy trả lời tin nhắn, gọi điện lại gì hay là trả lời tin nhắn gì. Dạo này nhiều việc quá mẹ, nhiều bụng việc. Nhiều việc gì mà mẹ về đến cửa xong mở cửa đi vào gọi mấy câu cũng chả nói gì, cứ ngồi thận đứng thờ ra. Hay này yêu đương say cô nào rồi? Đâu làm gì có đâu, dạo này nhiều việc quá, cứ cho có chỗ đoạn đường sạt lở kia. Giờ điểm mới lên xong rồi mấy công trình ở đằng nhà nữa, không có ai làm. Sợ không kịp tiến độ cho bản ra chủ nhà. Ừ. Thế nào thì làm phải giữ gìn sức khỏe không? Có mấy hôm đấy à? Đi mà mày ở nhà nghe chừng gầy rộng đi đấy. Không ăn uống đầy đủ à? Không, con vẫn ăn bình thường. Ừ.
Thế có nấu cơm nước gì ăn không? Dạo này nhiều việc không nấu được, toàn ăn cơm quá. Ăn cơm quá thì không đủ chất đâu. Mẹ bảo à, định chơi thêm vài hôm nữa, các bác cứ rủ ở đấy chơi vài hôm nữa, nhưng mà mẹ sốt ruột, mẹ phải về luôn đấy. Đấy, cứ sốt ruột anh ở đây rồi không ăn uống rồi các thứ lớn rồi nhưng mà không chịu chăm sóc cho bản thân. Thôi tốt nhất là tìm được cô nào lấy vợ đi thôi, rồi để cho vợ nó chăm lo cho. Có con trẻ mà. À, mẹ, may mà đợt này công việc nhiều ấy, là sếp điều cho cô thư ký kiểm kế toán về giúp đỡ con bao nhiêu việc. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Thế có chồng chưa hả con? Chưa có chồng. Ôi chưa có chồng thì tốt quá. Tốt gì ấy. Thế thằng nào con cũng đã có gia đình đâu. Cô cũng chưa có chồng. Nếu mà hợp duyên hợp số thì con cưa luôn. Còn đâu lại ế nữa đấy. Không phải ế nhưng mà anh bây giờ tôi nói thật với anh chứ bây giờ đến tuổi rồi. Dừng vợ và chồng rồi tôi từ ngày giờ tôi chưa thấy anh dẫn một cô nào về nhà cả. Công việc nhiều nên con không đi lại nhiều, không có người yêu thôi. Đến lúc nào mà công việc phải rảnh, lúc đấy con dẫn một cô người yêu về cho mẹ thế. Gớm, rảnh thì đến chắc anh độ 40 anh cũng chẳng thấy vợ ấy, chứ biết lúc nào anh rảnh cái nghề này bây giờ. Thôi tốt nhất là cứ bảo cô đến đây để tôi xem rồi nào. Tôi thăm dò xem nào. Xem cô đã có người yêu chưa hay có chồng chưa thì để coi là anh mà không tán để tôi nói chọc. Để con có số điện thoại của cô ấy không? Thì gọi đến đây mẹ xem nào, có gì là mẹ coi là tìm hiểu, xong là thăm dò, xong là nếu được thì cuối năm cưới luôn. Không được đâu mẹ, cô thư ký còn phải kèm giám sát chương trình nữa. Với lại có người trong lòng mẹ không phải gắn ghét nữa đâu. Ôi giời ơi, có người trong lòng rồi không phải sớm. Lúc nào dẫn về đây cho mẹ xem nào nhá. Ôi thế mà nhìn gì thế mà con có người trong lòng hôm nay mới nói ra. Nếu mà con không nói ra mai con cũng phải bảo cô thư ký luôn đấy. Thôi bây giờ cũng mọi rồi, chắc mẹ đi vào trong nghỉ. Ừ thôi mẹ đi tập xe ấm mẹ lắm, mẹ đi nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Chắc tối nay thì chắc không khỏe nói gì đâu, con mua đồ ăn chín về ăn được. Thôi thế cũng được, con ăn ở tàu xe mẹ mệt lắm không ăn, con mua ít rồi nhá. Cố gắng làm để kịp tiến độ thi công cho em nhé. Để cuối năm sẽ có thưởng ạ. Đã cố gắng chị ạ, chị cứ an tâm đi. Thank you.
hành trong tháng này ạ. Lo thời tiết một phần. Độ nào rồi cô? Này ổn hơn rồi ạ. Đây cô chỉ việc cho chị này làm. Vâng. Nhớ là tìm một việc nhẹ nhẹ thôi nhé. Yeah.
làm nhanh lên nhá, làm nhanh cái tay lên. Từ sáng đến giờ rồi còn chập chạp thế à? Xếp xong lên xây hồ các anh đây. À, thưa đại chị. Mình hết này. Thôi để em từ lâu được. Làm gì? Sao phải thật ơn nhé. Hà này, dạ. Cô ở đây giám sát công trình nhé. Vâng. Có cô tặng cô được chứ. Đây, mình có những con này, cô xin về đây. Vâng, thank you.
gì ấy, chạy trận đâu? Anh làm gì ấy? Bà đang này à? Chạy trận đâu thế thôi. Xuống đây cho tao đây nào. Chạy gì đấy? Ai đâu mày đi cao bà ghê với thằng này? Mày với tao đã bỏ nhau đâu? Đã ly hôn chưa? Không nhá. Em với anh ấy không có chuyện gì cả. Không có chuyện, không có chuyện gì mà bây giờ chúng anh mày ôm nhau mà như kiểu hai vợ chồng à? Thôi khoan đã, cho anh chạy. Anh chạy ra đi, anh chạy ra đi. Ở đây mày có biết là tao vợ của tao không? Em đã bỏ nhau rồi, chưa ly hôn rồi. Hả? Anh đã đưa chị ấy về rồi, giờ em với anh còn chuyện gì với nhau nữa không mà anh? Có chuyện gì chứ mà bây giờ tóm lại tao với mày chưa ly hôn, chưa chưa, chưa dứt khoát, chưa bỏ nhau, đúng không? Anh đã đưa người khác về rồi. Kẻ tao chứ. Tao nắm anh kẻ tao. Đi qua thì thấy mày không? Mày mày thích gây sự với tao không? Không, tôi không gây sự với anh. Gây sự đâu? Anh ơi! Anh ơi! Mày bỏ tao ra đi! Anh ơi! Mày thích mình mực rồi không? Anh không có lỗi mày... gì đâu. Mày thích, chúng mày thích tình tứ với nhau không hả? Anh... hả? Chúng mày thích tình tứ với nhau không? Anh ơi, không có lỗi gì đâu, bọn em mày... không có gì đâu anh ơi. Mày thích tình tứ với nhau không? Hả? Hả? Chúng mày muốn chết không? Hả? Chúng mày thích anh chết không? Đừng... hả? Đừng làm thế, anh ấy không có lỗi gì đâu. Không có lỗi gì à? Ai cho chúng mày thế? Hả? Chúng mày muốn chết không? Anh có sao? Chúng mày thích à... vinh vực cho nhau không? Hả? Anh, em xin anh đấy. Chúng mày thích vinh vực cho nhau không? Không phải vinh vực cho anh ấy không có lỗi gì đâu. Anh ấy không có lỗi gì đâu. Mày đúng mày ăn tích tứ à? Đây là vẫn là vợ hợp pháp của tao ấy. Đây là vợ hợp pháp của tao, tao không tích tứ này không? Có ai không cứu mày? Có ai không cứu mày? Mày... chúng mày nhớ bà tao nhé. Anh còn đau không? Anh có sao không? Anh có đau lắm không? Em xin lỗi anh nhé. Làm liên lụy đến anh mà. Anh đừng nên em đưa anh về. Anh đây chờ em một tí. Em xin sát xe gửi đó. Em đưa anh về. Anh ấy cố lên. Chưa.
đỡ ra thì tôi sống được rồi. Mình đang ít nghỉ tí ạ. Khổ cho chị đấy. Nhưng mà sao chị đưa tôi lên lều á? Em đưa anh lên lều để tắm rửa các thứ không về sợ mà anh lại lo lắng. Không sao đâu, chị đi lều anh về được. Làm sao em để cho anh đi về mình được? Chị con tôi lên dốc này mệt lắm, hai chị cũng được. Không sao đâu, không được mà. Đi tiếp nhé. Được rồi, dìu được rồi. Rồi cảm ơn. Bộ quần áo cho em chứ. Chị tôi mặc cái này ngại lắm. Sao mà anh cứ mặc tạm thôi, tí nữa em giặt bộ này của anh sạch xong là anh thay lại được. Em mặc tạm. Tắm chị.
Không có gì. Ôi à. Anh xong chưa? Ừ, xong rồi đấy. Mà mặc cái này tôi thấy ngại quá. Để em đỡ anh. Thôi không cần đâu. Bây giờ chị đi tắm đi. Chị đi tắm cho sạch đi. Dạ vâng. Anh vào anh ngồi chờ em. Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi nhá. Em tắm xong em giặt xong luôn quần áo để thôi để tưới nước khô anh. Dạ vâng ạ. Thấy như thế nào? Em đỡ đỡ anh làm việc chị. Anh cảm ơn. Lúc nãy bị tên kia đánh đập vào ngực. Sao bị sâu xuống ruộng, đập đầu xuống. Và thấy hình như nhức, không biết có sưng không. Mà thấy sưng sưng, là tím. Anh nằm nghỉ đi, em phơi nốt quần áo xong em đi luộc trứng rồi em làm cho anh nhé. Cảm ơn chị nhé. Anh đang nghỉ đi nhé, em đi ra phơi nắp quần áo. Dạ vâng, cảm ơn chị nhé. Làm liên lụy đến anh.
Đi ăn nào. Ăn nào. Đây nào. Đây nào. Đóng. Đóng. Đây chị nhìn thấy. Đây nào. Đây nào. Em nhẹ tay cho. Tự dưng làm liên lụy đến anh. Khổ anh quá. Vì sao? Em đi lấy trứng cho anh nhé. Thế thủ tục chưa lên xong rồi chị? Dạ, chưa. Nói chung là thấy làm ra tòa rồi, chờ lên tòa. Thế mà lại còn ghen nha, nhìn với chị nữa. Ta dẫn bồ về nhà tờ mừng em chị ạ. Em chẳng biết được anh sống thế nào, khó nói lắm. Anh chịu khó tí đi. Mà không hiểu sao từ lúc bên cạnh chị đến giờ mà trong lòng tôi thấy xôn xao. Trái tim tôi lúc nào cũng đập nhanh lên hồi. Chắc là anh thấy em vất vả nên anh thấy thương hại. Không phải đâu. Chắc là tôi động lòng chị thật rồi. Những lúc mà không ở cạnh chị, tôi nhớ đến những ánh mắt nụ cười của chị. Cười với tôi chiều mến. Là chị này. Dạ. Cho tôi gọi chị bằng em được không? Không được đâu anh. Tại sao? Em hơn tuổi anh ấy cả. Anh có công ăn việc làm. Em không muốn làm lỡ dở. Gia đình anh là gia đình gia giáo. Cái này không sao đâu. Tình tác thì không thành vấn đề đâu. Thực ra có sai nhưng mà tình cảm của tôi thấy là chị là bỏ la biển lớn. Nên em không thể nhận được tình cảm này được. Anh tìm người khác nhé. Em biết là anh tốt với em nhưng mà em không thể nhận cái tình cảm này của anh được.